Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với video của cô. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải vận dụng 1 nằm ở trang 12 sách toán lớp 9 tập 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Vận dụng 1 có nội dung như sau. Xét bài toán trong tình huống mở đầu. Gọi x là số luống trong vườn, y là số cây bắp cải trồng ở mỗi luống. Và điều kiện là x và y sẽ thuộc vào tập n sau. Bây giờ mình trước tiên sẽ xem lại tình huống mở đầu ha. Đây, một mảnh vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số cây bắp cải. Hãy tính số cây bắp cải được trồng trên mảnh vườn đó, biết rằng ở trong phần này có hai ý nè. Ý thứ nhất là nếu tăng thêm 8 luống nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số bắp cải của cả vườn sẽ ít đi 108 cây. Nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số cải bắp cả vườn sẽ tăng thêm 64 cây. Và trong phần vận dụng 1 hỏi ý A là lập hệ phương trình đối với hai ẩn x y. Giờ mình cùng giải câu A trước nè. Thì theo đề bài, mình sẽ gọi x là số luống trong vườn, y là số cây bắp cải trồng ở mỗi luống, x y thuộc về n sao. Giờ để dễ quan sát thì mình sẽ xem lại cái tình huống mở đầu. Ý thứ nhất nè, nếu tăng thêm 8 luống thì mình thấy rằng là x là số luống trong vườn, mà tăng thêm 8 luống tức là x sẽ cộng cho 8 ha. Số luống trong vườn sau khi tăng thêm 8 luống là x cộng 8. Rồi mình đọc tiếp nè. Nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây. Vậy mình đang có y là số cây bắp cải đang trồng. Vậy trồng ít đi 3 cây thì là y trừ cho 3. Rồi mình sẽ đọc tiếp đề nè. Thì số cải bắp của cả vườn sẽ ít đi 108 cây. Vậy thì khi mà số cải bắp chưa có tăng giảm này nè, thì muốn tính số cải bắp mình sẽ lấy số luống nhân cho số cây cải bắp trồng trên mỗi luống. Nơi mình có là số cây cải bắp của cả vườn sẽ là x nhân y cây. Tức là lúc này là chưa thay đổi gì hết nè. Còn số cây cải bắp sau khi có thay đổi sẽ là x cộng 8 nhân cho y trừ 3. Rồi, vậy theo đề bài mình sẽ có phương trình x cộng 8 nè, nhân cho y trừ 3 bằng số cây bắp cải trước đó ít đi 108 cây. Tức là mình lấy x nhân y trừ cho 108. Vậy là mình đã có được một phương trình rồi. Giờ mình tiến hành biến đổi. Đầu tiên là mình nhân vào thôi. X cộng 8 nhân y trừ 3. Nhân vào sẽ được là x nhân y nè, trừ 3 nhân x, cộng 8 nhân y trừ cho 24. Còn với phải thì mình ghi lại thôi, bằng x nhân y trừ 108. Giờ cái nào rút gọn được mình rút gọn ha. Thì mình thấy rằng hai vế có x nhân y nè, đúng thì mình chuyển vế qua nó sẽ mất, còn lại là trừ 3x cộng 8y. Rồi trừ 24 mình chuyển sang vế phải. Rồi giờ để gọn phương trình hơn, mình đổi dấu luôn. Là mình chia hai vế của phương trình cho trừ 1, mình có được là 3x trừ 8y bằng 84. Mình đặt nó là 1. Vì mình đã có được phương trình 1 rồi nè. Mình viết ngắn gọn lại ha. 3x trừ 8y bằng 84, mình đặt đây là 1. Để viết được phương trình thứ hai thì mình xem tiếp ý thứ hai thôi. Nếu giảm đi 4 luống, giảm đi 4 luống tức là số luống sẽ là x trừ 4 nè. Số luống trong vườn sau khi giảm đi 4 luống là x trừ 4. Tiếp theo ha, nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây. Số cây đang là y, tăng thêm 2 tức là y cộng 2 nè. Khi mỗi luống trồng thêm 2 cây thì số cây ở mỗi luống là y cộng 2 cây. Rồi tương tự lúc nãy thôi, số cây của cả vườn sẽ là x nhân y nè.
Theo ý số 2 đây thì số cải bắp cải vừng sẽ tăng thêm 64. Thì cách làm giống lúc nãy thôi. Theo đề bài ta có phương trình là nè. X 4 nhân cho y cộng 2 bằng x nhân y. Rồi lúc này tăng thêm 64 cho nên mình sẽ cộng cho 64. Rồi mình tiến hành gieo vào. X nhân y cộng 2x trừ 4y trừ 8 bằng x nhân y cộng cho 64. Giờ mình cũng rút gọn lại được là 2x trừ 4y bằng 72. Thì mình thấy rằng hệ số của cái phương trình này nè có thể chia cho 2 nên mình rút gọn nó là x trừ 2y bằng 36. Đặt nó là 2 nè. Vậy thì từ 1 và 2 mình có hai phương trình. Đâu thì tạo thành một hệ phương trình. Đây. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình là 3x trừ 8y bằng 84 và x trừ 2y bằng 36. Vậy thì mình vừa hoàn thành xong câu A. Tiếp theo ha. Câu B, giải hệ phương trình nhận được ở câu A để tìm câu trả lời cho bài toán. Đây, hệ phương trình của mình. Thì muốn giải hệ này mình sẽ sử dụng phương pháp mà mình vừa mới học ở phần này, đó là phương pháp thế. Giờ cô cũng nhắc lại ngắn gọn hay về phương pháp thế. Phương pháp thế là từ một trong hai phương trình của hệ nè. Mình sẽ biểu diễn một ẩn theo ẩn còn lại. Sau đó giải để tìm nghiệm thôi. Bây giờ em có thể quan sát nè, hai phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai. Thì trong đó mình thấy rằng ở phương trình thứ hai nè, x có hệ số là 1. Vậy khi mình biểu diễn x theo y ở phương trình thứ hai thì được cái phương trình đơn giản dễ hiểu nhất. Cho nên mình sẽ chọn phương trình thứ hai. Đâu em giữ x lại và chuyển trừ 2y thì mình sẽ có được là x bằng 36 cộng 2y. Đây. Mình sẽ mang x này mình thế ngược lại phương trình thứ nhất ta được. Chỗ nào có x em thế bằng 2y cộng 36 thôi. 3 nhân cho 2y cộng 36 trừ 8y bằng 84. Bây giờ mình nhân vào được là 6y cộng 216 trừ 8y bằng 84. Giờ rút gọn lại tiếp. Suy ra được là 2y bằng 132 hay là y bằng 66. Vì mình vừa tìm được y rồi mình lấy y này thế vào phần biểu diễn x lúc nãy thôi. Từ đó x sẽ bằng là 2y cộng 36 nè. Là thế y bằng 66 được là 2 nhân cho 66 cộng 36 bằng 168. Vì mình sẽ có được là x là 168 nè, y là 66. Mà bài này thì người ta hỏi về số cây cải bắp cho nên mình sẽ lấy là x nhân y tương ứng tức là 168 nhân cho 66 bằng 11.088 cây. Trên đây cô vừa hướng dẫn các em giải vận dụng 1 nằm ở trang 12 sách toán lớp 9 tập 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúc các em thực hiện thật tốt phần vận dụng này. Nếu thấy hay có thể like và đừng quên subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.